Quảng Ninh được dự báo là tâm điểm của siêu bão Mang-Khút đổ bộ. Bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy, các cơ quan liên quan phải trực thường xuyên tại một số địa bàn trọng điểm, bí thư chủ tịch không thể vắng mặt. 300 khách du lịch tự nguyện ở lại đảo Cô Tô, hơn 350 lồng bè đã được gia cố đảm bảo an toàn. Ngoài ra đã có phương án di dời dân đến nơi cao ráo an toàn. Đây là những triển khai mà Quảng Ninh sẽ thực hiện ngay sau khi hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 14 tháng 9 về ứng phó với siêu bão Mang-Khút, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 17 tháng 9 tới. Theo dự báo, Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Mang-Khút, vì vậy công tác tập trung chỉ đạo đang được đẩy nhanh. Đây là cơn bão rất mạnh, có đường đi ổn định và tốc độ di chuyển nhanh. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu 14 huyện, thị xã, thành phố khẩn trương có các biện pháp chủ động ứng phó với bão Mang-Khút, sẵn sàng kêu gọi tàu bè di dời dân ở khu vực ven biển và nơi có nguy cơ sạt lở cao. Bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy, các cơ quan liên quan phải trực thường xuyên tại một số địa bàn trọng điểm, bí thư, chủ tịch không thể vắng mặt. Quan điểm phát huy lực lượng tại chỗ như quân đội, công an, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ vẫn là quan trọng. Tỉnh quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiệt hại tối đa về tài sản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Huy Hậu nói. Ông Hậu cũng yêu cầu các địa phương thực hiện cao điểm việc chuẩn bị các phương án sẵn sàng chống bão trong 2 ngày cuối tuần. Trước mắt, lệnh cấm biển sẽ được thực hiện với các tuyến bão, các hộ dân sinh sống ở lòng bè và di dân ở những khu vực bãi thải, ven sông, suối, những nơi có nguy cơ sạt lở cao, dứt khoát thực hiện trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Được biết, một số địa bàn trọng điểm có đê xung yếu như thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên đã có các phương án đảm bảo an toàn cho mùa màng và di dân khi cần thiết. Hơn 300 du khách du lịch, trong đó có 2 khách nước ngoài tình nguyện ở lại đảo Cô Tô, chính quyền địa phương cũng đã đề nghị các chủ nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm và có phương án đảm bảo tuyệt đối cho du khách lưu trú trên đảo. Theo ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mong Cái, thành phố đã triển khai theo tinh thần đây là cơn bão siêu mạnh với những rủi ro lớn. Đến thời điểm này đã có hơn 1.000 tàu thuyền khai thác thủy sản được kêu gọi về bờ, 400 bè hoạt động trên sông biên giới căn cứ vào tình hình thực tế sẽ cho dừng hoạt động, hơn 350 lồng bè đã được gia cố đảm bảo an toàn. Chính quyền cũng đã có phương án di dời người dân có thể bị ảnh hưởng nặng nề đến nơi cao ráo, nhà văn hóa, trường học, doanh trại quân đội hoặc các nhà kiên cố ở gần nhất. Bão chồng siêu bão, người dân Hà Nội lo tích trữ thực phẩm. Nghe tin cơn bão số 5 sắp đổ bộ gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, sáng nay nhiều người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm dự phòng, khiến rau xanh, thịt cá đắt như tôm tươi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vị trí tâm bão số 5 sẽ ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Mông Cái khoảng 350 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km trên 1 giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng thông báo siêu bão Mang-Khút trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, 200-220 km/h. Siêu bão này sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới. Một tiểu thương tại chợ Nghệ Tân, Cầu Giấy cho biết do tâm lý dự trữ thực phẩm tránh bão của người dân nên sáng nay các tiểu thương tại chợ đều lấy nhiều hàng hơn để bán. Chợ hoạt động sớm hơn thường ngày, ngay từ sớm tinh mơ, chợ đã tấp nập người mua hàng. Thay vì xách lành đi chợ như mọi khi, sáng nay nhiều người mang giỏ lớn để đựng được nhiều đồ. Các quầy hàng bán thịt lợn, thịt bò đã sớm hết hàng mặc dù mới 7:30 sáng. Nữ tiểu thương bán cá cho hay khác với mọi ngày, hôm nay các loại cá trắm, cá chép, cá rô phi bán được nhanh chóng. Rau xanh cũng đắt như tôm tươi bởi chị em đề phòng giá rau tăng giá khi bão về. Cửa hàng bán đồ khô như lạc, vừng, miến, mì cũng khá chạy hàng. Tuy khá đắt hàng nhưng qua khảo sát của phóng viên, giá cả các mặt hàng hôm nay vẫn giữ mức ổn định.
chính cơn bão xuất hiện cùng lúc chuyên gia cảnh báo điểm bất thường. Daily Mail ngày 12 tháng 9 chia sẻ loạt ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trên khắp thế giới đối mặt với các cơn bão mạnh. Loạt ảnh vệ tinh nói trên cho thấy Florence đang tiến gần bờ biển Bắc Carolina của Mỹ chỉ là một trong 9 cơn bão đang di chuyển trên khắp thế giới. Thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị 9 cơn bão tấn công trong tuần này. Theo bức ảnh vệ tinh nói trên, bão Helen và bão Isaac đang chuyển động ở Đại Tây Dương, trong khi bão 95L đang hướng về vùng Caribbean. Bão Olivia đang hướng về Hawaii, trong khi bão nhiệt đới Paul đang tiến về bờ biển Tây của Mexico, có thời điểm bão Olivia đạt sức gió 160 km trên 1 giờ. Bão 91W, bão Mangkhut và bão Barejat đang ở phía Tây Thái Bình Dương và nhiều khả năng sẽ di chuyển về khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia về bão, việc nhiều cơn bão xuất hiện cùng lúc ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là điều bất thường. Bão Helen đang ở cấp độ 2, nhiều khả năng sẽ không đổ bộ vào đất liền. Thay vào đó, cơn bão này được dự đoán là sẽ trôi dạt vào Đại Tây Dương sau khi nó di chuyển đến vùng nước lạnh hơn. Tuy đã suy yếu, nhưng bão nhiệt đới Isaac vẫn còn sức gió mạnh 95 km trên 1 giờ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC đang theo dõi sát sao cơn bão nhiệt đới này trong khi nó di chuyển về vùng Caribbean. Theo NHC, bão nhiệt đới Isaac sẽ di chuyển đến khu vực trung tâm của biển Caribbean. Vào cuối tuần này, cơn bão nhiệt đới này sẽ gây mưa và gió lớn ở nhiều khu vực thuộc quần đảo Antilles, biển Caribbean. Gần đó, bão 95L đang chuyển động ở khu vực phía nam của vịnh Mexico gây mưa và gió. Giới chức đặc biệt chú ý 95L vì nó có thể hướng về đông Mexico và nam Texas, Mỹ trong vài ngày tới. Bão Barejat, Việt Nam gọi là bão số 5, đang tiến về eo biển Luzon, nằm giữa Đài Loan và Philippines. Tuy nhiên, đây không phải là cơn bão duy nhất được dự đoán là sẽ đổ bộ vào Philippines. Siêu bão Mangkhut nhiều khả năng cũng sẽ tấn công Philippines trong tuần này, gây lụt lội, sạt lở và sóng lớn. Mangkhut đã đạt sức gió mạnh nhất là 254 km trên 1 giờ và đang được xem là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong năm nay. Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của 10 triệu người Philippines sống trên đường đi của cơn bão khủng khiếp này, ông Richard Goyon, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Philippines, chia sẻ. Thiệt hại tài sản mà bão Mangkhut gây ra với Philippines ước tính 250 triệu USD. Xót xa cảnh học sinh lội bùn sâu, băng suối đến trường sau lũ. Sau cơn lũ dữ, học sinh tại đây phải lội bùn ngập đến đầu gối. Vượt suối, băng rừng mới có thể đến trường học chữ. Các huyện miền Tây xứ Nghệ vừa trải qua sự tàn phá khủng khiếp của cơn lũ lịch sử. Con đường đến trường của học sinh hai xã, Mường Ải và Mường Tiếp, huyện Kỳ Sơn, ngày thường vốn đã khó khăn. Sau cơn lũ lại càng thêm thê thảm. Nhiều vị trí đã bị cơn lũ cuốn trôi, sạt lở, ngập ngụa trong lớp bùn đặc quánh. Nhiều nơi vẫn bị cô lập. Để có thể đến trường, những giáo viên đang công tác tại hai xã Mường Ải, Mường Tiếp phải vượt chặng đường khoảng 100 km từ trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn tới xã. Con đường khổ hải kết thúc. Với 12 km lầy lội, ngập ngụa trong bùn đất, các giáo viên phải đi bộ, lội bùn, băng suối, hàng tiếng đồng hồ để vào tới các điểm trường. Hành trình đến trường của những học sinh tại trường tiểu học Mường Ải và Mường Tiếp cũng hết sức khó khăn. Đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều em học sinh ở trường tiểu học Mường Ải và trường tiểu học Mường Tiếp đành phải tìm đường, lội bùn sụp ngang đầu gối để đến trường học. Thầy Nguyễn Công Danh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Nập Tiếp, huyện Kỳ Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, các giáo viên của trường mới chỉ vận động được 184 trên 387 học sinh trung học cơ sở đến trường học và 180 trên 197 học sinh ở bậc tiểu học đến trường học trở lại. Tại đây, nhiều phụ huynh còn lo sợ nên chưa dám cho con đi học. Phía nhà trường cũng đang gồng mình khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ nên giáo viên vẫn chưa thể đến từng nhà để động viên học sinh đến trường. Đường bị chia cắt, không những cản bước học sinh tới lớp, mà còn khiến việc tiếp tế thực phẩm về trường gặp vô vàn khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các giáo viên của trường này phải luân phiên nhau, cóng gạo tiếp tế cho học sinh và đồng nghiệp. Thầy Danh cho biết, cô Trần Thị Hảo, giáo viên trường tiểu học Mường Tiếp, cho biết hiện trường vẫn còn nhiều học sinh chưa thể đến trường học do đường bị chia cắt. Nhiều học sinh phải lội bùn đến trường,
khi vào tới nơi, người các em đều đầy bùn đất. Nhìn học sinh của mình, mà rơi nước mắt, cô Hảo nghẹn ngào. Cơ sở vật chất của những trường học tại đây cũng bị tàn phá nặng nề sau mưa lũ. Theo thầy Lê Quỳnh Lưu, hiệu trường trường tiểu học Mường Ải, mưa lũ đã khiến một dãy phòng học bị đổ sập hoàn toàn. Hiện dãy nhà ở của giáo viên cũng bị lở sát đến tận móng. Hiện nhà trường cùng chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực khắc phục. Bắt đầu năm học mới, nhiều học sinh ở nội trú của trường tiểu học Mường Ải bắt đầu cùng nhau khăn gói đến trường. Để bắt đầu năm học mới, chặng đường gian nan với nhiều điểm bị sạt lở, các em phải lội trong bùn ngập sâu. Vượt qua những con dốc trơn trượt, khi tới lớp cũng là lúc quần áo các em dính đầy bùn đất.